Kính chào quý vị và các bạn. Làm rõ về chính sách giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong dịch COVID-19, mới đây, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương đã giải đáp cụ thể những thắc mắc của người dân về đối tượng, mức hưởng, cách tính và thời gian áp dụng mức giảm theo chu kỳ tính của đơn vị điện lực. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiến nghị giảm thuế suất phân bón về 0% đến 5% cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong 5 phút nhịp sống kinh tế hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết Giá vàng thế giới đã tăng hơn 1,5% lên mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm qua trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại trú ẩn an toàn vì lo ngại COVID-19 giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng giao ngay đã vượt mốc 1.700 đô la Mỹ một ounce để chạm mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2012 và tiếp tục tăng lên mức 1.723,50 đô la Mỹ một ounce. Theo các chuyên gia, do thị trường cổ phiếu đang có biến động lớn nên giới đầu tư tiếp tục đổ dồn vào đầu tư vàng. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, các biện pháp kiểm soát đi lại và lệnh đóng cửa của chính phủ các nước cũng như nhu cầu tiêu thụ giảm đã khiến sản lượng cao su trên thế giới giảm, giá cao su cũng đang ở mức thấp do lo ngại dịch bệnh. Theo cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương, trong 10 ngày đầu tháng 4 năm 2020, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt vẫn ở mức thấp dù đã tăng trở lại. Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên ANRPC dự báo giá cao su sẽ khó có thể tăng trở lại trong một thời gian ngắn. Trong bối cảnh giá thịt lợn ở các chợ vẫn neo ở mức cao, nhiều người tiêu dùng đã cân nhắc việc lựa chọn các sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu để thay thế. Hiện trên thị trường và nhiều website Facebook, Zalo đã đăng bán nhiều hơn các loại thịt lợn nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Ba Lan, Canada với giá khá rẻ, chỉ từ 75.000 đồng đến khoảng 140.000 đồng một kg. Việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu cũng là giải pháp tránh tình trạng găm hàng đầy giá. Cũng trong nỗ lực bình ổn giá thịt lợn, nhiều siêu thị đang triển khai các chương trình giảm giá đối với các mặt hàng thịt lợn. Trong khi đó, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn chưa có chiều hướng giảm. Cụ thể, các hệ thống siêu thị Co-op Max, Co-op Extra, Co-op Food đang giảm giá thịt lợn 15% chia theo 3 nhóm mặt hàng. Hệ thống siêu thị Bixi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng đã áp dụng chương trình giảm từ 6% đến 25% đối với tất cả các sản phẩm thịt lợn. Các siêu thị Habro Max, Habro Food, Max, Fuji Max cũng giảm từ 8% đến 10% giá thịt lợn tươi sống bán trực tiếp. Thịt lợn đông lạnh nhập khẩu cũng được giảm từ 15% đến 20%. Thông tin thêm về việc áp dụng giảm giá điện, mới đây, cục điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã có những giải pháp nhằm làm rõ về chính sách giảm giá điện, hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong dịch COVID-19. Cụ thể, giá điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% ở các bậc thang từ 1 đến 4 dưới 300 kWh với mức hỗ trợ 10%. Khách hàng sử dụng điện ở mức 100 kWh một tháng được hỗ trợ khoảng 17.000 đồng một tháng, ở mức 200 kWh một tháng được hỗ trợ trên 37.000 đồng một tháng. Các khách hàng sử dụng trên 300 kWh một tháng được hỗ trợ là 62.560 đồng một tháng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng được giảm giá 10% các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm. Cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá mới bằng các hộ sản xuất. Các cơ sở cách ly khám chữa bệnh tập trung, bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 được miễn 100% tiền điện. Cơ sở khám chữa bệnh xét nghiệm điều trị khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 được giảm 20% tiền điện. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện sẽ được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam kiến nghị sửa luật số 71/2014/QH13 nhằm ổn định sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch Covid-19. Cụ thể, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiến nghị đưa phân bón về thuế suất 0% đến 5%. Theo đơn vị này, với cả hai phương án thuế suất là 0% và 5%, thì phân bón sản xuất trong nước không phải tăng chi phí sản xuất bất hợp lý, mà chỉ là điều chỉnh chính sách để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước bình đẳng với phân bón nhập khẩu. Thưa quý vị, Nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong 5 phút của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.